Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu bán một chiếc máy Kubota DC95 các bạn. Thì chiếc máy này thì bơm và động cơ là còn zin ha. Thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Ở đây là cái dàn chân ha. Xích này thì chạy khoảng một vụ nữa ha. Đó. Hiện tại thì nó chưa có gì hết trơn á. Rồi đây. Hộp số thì người ta có sửa chữa. Còn bơm với động cơ là zin. Zin được 2 cụm. Ở đây thì cái này thì cũng khô ráo, người ta có phun dầu để mà bảo quản đừng cho nó xét các bạn. Đây các bạn, máy thì chủ máy là bảo là hoạt động bình thường các bạn. Ở dưới này như là mình làm bằng inox lên luôn hả anh? Con lót inox hết trơn rồi, lót băng tải, lót hàm, lót mui rồi hết trơn. Lót băng tải luôn, lót hàm, lót mui luôn hả? Và bên này các bạn như thế này. Hồi đó mua nhiêu anh? Cái này là máy cam phải không? Mua cam rồi xong rồi bao hạ bồn là 190 triệu. Vậy giờ cần bán lại là nhiêu? 165 ha. Hạ này xuống cho em coi cái động cơ. Đây các bạn, bây giờ cho các bạn xem cái động cơ ha. Đó. Cái động cơ này là zin anh ha. Đâu đài lên cho em coi. Bồn á, bồn cũng là lạnh lạnh. Đây. Tắt máy đi anh. Đây là còn bên thường đúng không ha? Đó. Bên thường đây. Đó. Bên thường là còn bên lên bên xuống hoạt động bình thường ha. Bên thường là bên lên bên xuống hoạt động bình thường. Rồi anh em cần mua thì liên lạc với số điện thoại nằm ở trên tiêu đề các bạn. Đi gặp ngay chủ máy. Thì cái này thì anh bán là 165 triệu. Đó. Rất là dễ xài cho anh em, máy hoạt động bình thường. Rồi đó anh mới mua thì bên cam thì 190 rồi bán lại 165. Anh em cần thì alo ha. Máy này thì cái động cơ là zin. Đó. Số bao chạy vụ. Hộp số bao chạy ha. Nó mua cái 3 cục rồi về kiểm tra 2 đạn ở trên rồi. Bao chạy. Đó, dàn chân đây. Rồi anh em giờ các bạn cần mua thì liên lạc để gặp ngay chủ máy ha bạn. Rồi anh em giờ các bạn cần bán đồ thì liên lạc qua kênh của mình số điện thoại là 0352 915 395 các bạn. Còn muốn mua máy này thì liên lạc qua số điện thoại nằm trên tiêu đề.
để gặp ngay chủ ha.